Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Để bây giờ mình loại bộ qua chỗ trao đổi với mấy bác dân làng làm việc một tí cái đã. Mình gom mấy cái ngọc lục bảo ở trong cái nhà chính của mình á, cũng được khá là nhiều nè. Nên bây giờ mình sẽ trở lại đây để hốt hết những cái quyển sách sửa chữa và ép vào những cái dụng cụ của mình ha. Khi để tới bây giờ mà vẫn chưa full dụng cụ sửa chữa thì hơi buồn á. Rồi, và cái bác này sẽ đổi cỡ 30 ngọc lục bảo á cho một quyển sách. Đó, 30 viên là được có một quyển sách sửa chữa thôi. Mình đủ để đổi thêm tầm 3 quyển nữa. Ok, thêm một quyển nữa nè. Rồi giờ thì đợi cho bác này lên rank thôi. Hiện tại thì đó, lên rank sắc rồi nè. Đợi tiếp sách gì đấy? Sách gì? Hi. Trời ơi, lửa. Lửa thì để ép vô cái cung á. Mèn đét ơi. Giờ mình sẽ đổi thêm 2 quyển. 2 quyển sửa chữa nữa là tổng cộng mình đã có 5 quyển rồi. Mình sẽ ủng hộ thêm một quyển lửa nữa để mình ép vô cái cung luôn đi. Rồi. Xong phim. Nghèo luôn rồi. Nghèo rớt mùng tơi luôn rồi. Cất sách vô đây đi để mua mốt đổi tiếp ha. Còn cái bát bên này thì mình có thể sử dụng thủy tinh để mình đổi cũng rất là tốt. Đây, tranh thủ qua đây mình đổi luôn. Rồi. Rồi mình mới lợi cái chào hàng liền kìa, thấy không? Đây, đổi liền. Đổi liền cho nóng ha. Rồi, để coi bát này tiếp tục bán cho mình bản đồ gì đây. Ừ. Đó giờ lên ganh vàng rồi nè. Bán cho mình bản đồ khám phá rừng sâu. Ồ. Cái này hay nè. Cái bản đồ này sẽ giúp mình tìm ra những cái cánh rừng nhiệt đới á. Ui, được vậy. Đã nha. Giờ mình còn nhiều thủy tinh lắm nên mình sẽ đổi thêm ha. Đổi thêm kiếm ngọc lục bảo. Rồi bác này chuẩn bị lên rank nữa nè. Chuẩn bị đổi thêm một cái bản đồ mới nữa đó. Không biết bản đồ gì đây. Ê. Bây giờ hết đổi bản đồ rồi. Chuyển sang bán mấy cờ hiệu rồi. Mẹn đất ơi. Ok, mình sẽ mua tiếp. Hết mua được rồi. Mua bát này cũng được khá là nhiều đồ ha. Giờ thì mình có thể đổi la bàn để lấy ngọc lục bảo nữa nè. La bàn thì mắc chạy về nhà lấy thì mới được. Rồi, giờ thì còn cái bát linh mục thì mình có thể sử dụng vàng để đổi ra ngọc lục bảo luôn ha. Cũng khá là hay. Nên mình sẽ đổi luôn. Nói chung thì mình mang đủ đồ để qua đây đổi với mấy bác dân làng này mà. Đây. Vàng thì xuống địa ngục thì mình farm đầy á, nên đổi thoải mái, không có tiếc đâu. Lên rank kim cương luôn nha, để coi nào. Ồ. Bây giờ còn đổi cho mình bình kinh nghiệm luôn. Cũng được, cũng tốt. Vậy là xong rồi, mình cũng kiếm được kha khá ngọc lục bảo nè. 45. 45 là mình còn mua được thêm một quyển sửa chữa nữa. Mua luôn. Do. Mua thêm quyển nữa. Đó. Chuyến này ta hồ mà ép sửa chữa luôn nha. Rồi giờ thì mình sẽ ép lần lượt là một cây rìu sửa chữa nè. Ồ. Ép ở trên. Rìu sửa chữa. Rồi tới sẻn sửa chữa nè. Ôi. Nhầm. Sẻn sửa chữa. Rồi một cái cây kiếm sửa chữa luôn. Còn gì nữa không? Cuốc dẫn sửa chữa luôn ha. Nói chung thì mình có nhiều nên mình cứ ép hết vô mấy cái dụng cụ của mình thôi. Cung thì mình ép vô hạn á thì mình sẽ không ép được sửa chữa nữa. Mình chỉ có thể ép vô thêm dòng lửa để cho nó bắn ra lửa thôi à. Rồi, vậy là mình còn dư 2 quyển sách sửa chữa ha. Tạm thời thì cứ cất ở bên đây trước đi. Xong phim. Công việc trao đổi với mấy bác dân làng đã xong rồi ha. Bây giờ chắc mình sẽ mặc cái cánh vào và bay về nhà để mình tiến hành công việc tiếp theo thôi. Ở bên này á thì mình có những cái cây gỗ vân sam có rất là nhiều lá luôn. Nên mình sẽ trèo lên tiếp trên đọt á, mình lấy hết số lá này. Trong ngày hôm nay mình sẽ cần rất là nhiều lá để làm việc á. Rồi cái cuốc của mình lấy mới có chút xíu lá thôi à. Mà nó muốn nát luôn à. Chắc ít bữa nữa mà mình có nhiều kinh nghiệm á. Rồi mình sẽ đi kiếm cái sách chậm hỏng á, rồi ép vô những cái dụng cụ mà đang thiếu nè. Giờ mình còn thiếu chậm hỏng cho cây cuốc, rồi cái cánh nữa.
Hai thứ cũng khá là hay dùng luôn mà chưa có được dòng chạm hỏng. Hơi xui cà na ha. Rồi, đi xuống luôn. Cái cây to đùng giờ không còn cái lá nữa. Rồi lấy hết số này coi coi được bao nhiêu lá nào. Rồi lớn lớn luôn rồi, được. Càng nhiều càng tốt á. Làm hết luôn. Quá tuyệt vời, cây cuốc cũng hư rồi. Một xíu sửa lại sao. Bây giờ có sửa chữa nên thoải mái rồi. Hết sợ tốn kim cương trong việc sửa dụng cụ rồi. Giờ thì mình sẽ nhét nó vô những cái rương suker ha. Nhét vô. Đấy, 2, 6, 9. 9 stack rưỡi luôn. Quá nhiều quá nhiều. Ngoài lá ra thì mình cần phải có thêm một số cái vật liệu khác cũng không kém phần quan trọng ha. Đó chính là những cái hopper. Đây, hopper thì mình sẽ vô trong mình lấy sắt trong cái rương này. Gỗ có sẵn rồi. Làm gì nhiều hopper xíu. Làm rương nè. Rương xong rồi qua đây. Hopper 16 cái luôn hả? Đúng ta. 9 cái nè, mình sẽ cần một cái ô vuông 3x3 vậy là cần 9 cái hopper. Cỡ 3 cái hopper để dẫn ra bên ngoài nữa. Mình làm 4 cái đi cho dư xíu ha. Cái tiếp đến thì mình sẽ làm một cái máy thả. Ô máy thả không cần cung luôn hả? Vậy là máy phân phát mới cần cung ha. Ok, vậy là mình làm được cái máy thả rồi. Ồ, thiếu đá củi. Đây. Mình cần một cái máy thả. Xong. Đây. Vậy là gần như là đủ đồ rồi đó. Cái này dư thì mình sẽ cất vô nè. Mình cũng không có còn nhiều đá nên thôi chắc mình sẽ dùng gỗ làm vật liệu xây dựng luôn đi ha. Rồi sơ bộ thì mình sẽ cần những thứ đó. Còn bây giờ thì cùng mình đi tới chỗ cánh cổng kết thúc thôi. Ủa gì cái stronghold chứ. Để mình tiến hành làm một cái máy farm Enderman ha. Như vậy thì sắp tới mình sẽ có cái chỗ để mình farm kinh nghiệm và sửa chữa rất là tiện lợi luôn. Trước khi đi qua thế giới kết thúc thì sẵn tiện ở đây nó có nhung nham nè. Mình sẽ xin một cái nhung nham luôn đi. Rồi xong phin. Cái này một xíu thì nó sẽ rất là hữu dụng đối với mình ha. Qua bên thế giới kết thúc. Sau đó từ chỗ này thì mình sẽ đổ một xô nhung nham xuống. Hình như nó hết chảy rồi. Cho xô nước xuống. Ồ. Quá là đã luôn. Giờ mình sẽ đi xuống dưới ha. Ồ khoan khoan khoan, chưa 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 chưa. Để mình múc cái xô nhung nham trên này lấy cái đó. Để em thôi xuống dưới rồi nó còn một xíu nhung nham á, nó đốt cháy mấy cái lá mình đặt ra thì chết nữa. Nguy hiểm lắm. Rồi, giờ đi xuống dưới nè. Nhanh xíu là đi luôn á, không giỡn đâu. Thôi. Giờ thì mình sẽ đi thiệt là xa ra khỏi cái đảo đánh rồng này ha. Càng xa càng tốt luôn. Hiện tại tầm nhìn của mình là 12 chân á. Nên mình sẽ đi đến chừng nào mà mình hết gặp thì thôi. Nói chung khuất cái tầm nhìn của mình thì cái máy farm này sẽ hoạt động tốt nhất ha. No 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 no. Từ 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 từ. Mình sẽ xây một cái sàn có diện tích là cỡ 9 x 9 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi kéo qua đây cũng 9 ô luôn. 5, 6, 7, 8, 9. Đó, như vậy thì mình sẽ được một cái sàn bằng lá 9x9 ha. Lúc đầu thì mình định xây bằng cái ván luôn. Nhưng mà nghĩ lại cái ván gỗ thì Enderman có thể xuất hiện ở dưới này. Lúc đó mình xây nó sẽ bị kiểu như là làm phiền á. Nên tốt nhất là mình cứ xây full bằng lá đi ha. Rồi 9x9. Mình sẽ làm một cái chỗ để cho những cái ngọc Ender nó được kiểu như bắn ra ngoài luôn á. Mình không muốn giữ nhiều ngọc Ender lắm. Nên mình sẽ coi coi nó ngay giữa là đây đúng không. Rồi cho nó chĩa ra ngoài. Khoan 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 khoan, cũng không đúng. Cái máy thả nó chĩa ra ngoài mới đúng chứ. Bị nhầm cái hopper sao mà chĩa ra ngoài. No 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 no. Đây đây cái máy thả. Máy thả nó sẽ chĩa ra ngoài ha. Giống như vậy. My god. Sao mình nghĩ mình lụm cái này xong mình mất luôn hết ta. Oh no. Thôi từ từ đi, trước mắt là như vậy đi. Trời ơi. Về tâm lý vậy. Giờ sơ hở một xíu thôi là mất cái máy thả liền á.
Không có giỡn được. Rồi mình sẽ chỉa cho nó ra bên này một xíu ha. Ui là trời, ui là trời. Nguy hiểm nha. Không có đem theo redstone, gớt là mất công về nhà chế thêm á. Một, ôi chưa chưa, để mình coi coi canh ô chính giữa coi. Ô chính giữa là ba ô chính giữa thôi. Đó. 3 1 2 3. Đây là ba ô trung tâm á. Mình cần phải xây một cái tháp cao tít lên trên từ ba ô trung tâm đây nè. Cái tiếp đến thì mình sẽ xây một cái sàn cũng bằng lá luôn ở trên cái chỗ này ha, cách hai ô thôi. Mình sẽ xây thêm một cái vòng ở bên ngoài nữa. Như vậy á thì Enderman sẽ không có rơi lung ta lung tung á. Đảm bảo là lúc nào Enderman cũng rơi đúng cái lỗ bên trong mà mình xây thôi. Hiện tại thì mình đang ở độ cao rất là lý tưởng luôn, là 4 tầng 43 ha. Rớt xuống dưới là Enderman còn rất là hấp máu để mình có thể đánh một hit là chết luôn. Thành thứ ra mình sẽ bắt đầu xây cái sàn ở phía trên này. Đầu tiên thì mình cần phải làm những cái cửa sập trước, để cho mấy con Enderman nó nhầm lẫn cái cửa sập này có thể đi ngang được rồi nó lọt xuống dưới cho mình farm á. Ở đây, đây thêm một cái nữa. Bị thiếu rồi. Làm thêm vài cái cửa sập nữa. Đây một cái nữa nè. Bị dư. Vậy là mình còn thiếu... vừa đủ luôn nè. Ok. Vậy là đủ cửa sập để dụ Enderman đi xuống dưới rồi ha. Giờ thì mình sẽ xây cái sàn qua bên đây tầm... Để coi mình đếm coi. 1 cỡ 13 ô á. Đếm từ ô bên trong luôn nha. 1, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi tương tự ở mấy hướng còn lại luôn. Rồi sau đó nối lại và tạo thành một cái hình tròn khổng lồ ha. Ủa gì hình vuông khổng lồ ha. Bây giờ thì mình lại cần thêm một số cái đồ lặt vặt ha. Cái này nó hơi phát sinh một xíu thôi. Mình sẽ làm hai khối theo dõi nha. Để mình làm một cái kiểu như làm tự động vứt đồ á. Rồi mình cũng cần phải làm một cái chỗ cường hóa luôn. Tại vì mình quăng bển mình farm kinh nghiệm xong mình cường hóa bển thì nó sẽ tiện hơn là mang về đây cường hóa đúng không? 10... Cần cỡ 16 cái đi. 15, 16 cái cày sắt nè. Rồi vừa đẹp. Làm thêm một vài cái rương để mình chứa đồ nữa. Ồ, và một thứ không kém phần quan trọng nữa, đó chính là cái thẻ tên. Tại vì để có thể farm được Enderman thì mình cần phải có một cái con rận Ender á. Mà con đó phải đặt tên thì không thôi nó biến mất ấy. Thẻ tên trong nhà còn không ta? Mình không nhớ rõ là còn hay không. Nếu không là mình phải đi tìm hoặc là câu cá nè. Ừ, còn một cái. Hên thiệt sự. Đó, nhìn từ xa là cái máy farm của mình không biết nãy giờ hoạt động không? Ừ, chắc chưa, tại vì chưa có rận Ender ở trên á. Đó, bây giờ mình lên mình... Trời, trên đây quá trời Enderman này. Cẩn thận nha, đừng có nhìn vô thanh niên nữa đó. Nhìn vô là mệt mỏi liền. Sao giờ sợ quá sợ bị mấy con người Ender nó nhìn vô á. Rồi hết block rồi, dùng tạm mấy cái lá này luôn đi. Rồi mình xây cao cao như vậy là chắc được rồi đó. Bắt đầu đặt đường ray xuống. Sau đó dục ngọc Ender thôi ha. Đến khi nào nó xuất hiện cái con... chưa còn đặt tên nữa chứ. Đúng. Đặt tên nữa nè. Đặt cho nó tên Ahihi đi. Gậu. Sau đó phóng ngọc Ender nha. Cái này thì nó hơi mất thời gian với lại hơi đau một xíu đó. Mặc full giáp vô cho chắc. Nó đây rồi. Ui da. Trời ơi, su cái nào vậy. Mèn đét ơi, còn nửa trái tim nó cắn cái mắt cái vật tổ trường sinh luôn rồi. Ông thần chú vú xe giùm cái. Ôi da. Chú vú xe đi. Rồi. Mệt mỏi với nó. Ui dù, nó cắn mình. Rồi, qua bên đó ngồi. Bị con rận Ender quýnh mất cái vật tổ trường sinh luôn à. Nhục thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó vô giữa một xíu ha. Cái này nó chưa nằm ở giữa. Mày ngay đây mới ngay giữa nè. Ui da. Đau. Rồi chuẩn rồi đó.
Mình có thể đập những cái block xung quanh được rồi. Đó 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 đó, kìa kìa kìa, biết con người nên nó bắt đầu dí vô con rận rồi kìa. Đó, nó bắt đầu nó rớt nộp nộp dưới rồi kìa, thấy không? Xuống dưới đi, đừng ngại ngùng chi. Ui dù, ui dù. Cẩn thận nha. Hình như còn một vài block nó bị vướng hay sao. Ui. Mình đập luôn cái này đi. Ồ, hình như nãy mình xây hơi thấp rồi. Mình sẽ thử coi. Đó. Điều rằng như vậy thì mấy con người Ender nó đánh có tới không đây. Mình sợ nó đánh tới là công giá tràng luôn á. Và sau đó mình sẽ che phía trên đầu con rận này bằng một cái cửa sập cho chắc cú ha. Rồi. Giờ thì cùng chờ kết quả thôi. Sơ bộ như vậy là xong rồi đó. Đó. Mấy con Enderman nó bắt đầu nó dí vô con rận Ender là chuẩn bài rồi đó. Ở phía trên này mình đã làm việc xong rồi ha. Còn ở phía dưới thôi. Giờ xuống dưới cùng mình khắc phục một số cái sai sót nào. Thôi làm cái cần gạt mới đi. Mình sẽ đặt ở trên cái máy tả ha. Sau đó mình sẽ đặt hai cái khối theo dõi ở hai bên giống như vậy. Một cái hướng qua đây, một cái hướng qua đây. Đó, như vậy thì nó đã có thể vứt đồ tự động cho mình rồi. Mình đỡ phải vứt thủ công ha. Rồi giờ thì ngồi đây và farm kinh nghiệm thôi. Rất là đã luôn. Và một số hộp kinh nghiệm nó sẽ bị vướng trong cái hopper á. Nên thành thử ra mình phải đặt những cái cửa sập xuống. Cọc Ender nó vứt không kịp luôn nè, thấy không? Nó quá là nhiều đi. Kiếm mình là kiếm nhặt nữa. Thành thử ra là mỗi lần farm là nó rơi ra cả đống ngọc Ender luôn. Phải vứt bớt thôi. Không thôi là lắc nổ máy đó. Ngoài ra để đảm bảo an toàn trong cái quá trình farm kinh nghiệm á, mình sẽ làm thêm một cái lớp hàng rào ở phía bên ngoài ha. Để tránh trường hợp xui rủi mình đi ngồi mình lọt xuống vực cẩm thì mệt lắm. Mình hay đi lung ta lung tung mà. Nên cái đó rất là cần thiết đối với mình ha. Đây đổi thêm một chút sắt nữa coi, làm hàng gào. Đây hàng gào sắt luôn, nhiều sắt đây làm gì. Rồi, gào ngang xíu chỗ này nữa là xong rồi. Đó, như vậy thì sau một lúc thì mình đã có được một cái chỗ để mình có thể farm kinh nghiệm thoải mái từ những cái con Enderman này rồi ha. Đó, chịu khó mình áp ca đây tầm một xíu thôi là đồ đạc cái thứ sửa full hết trơn rồi nè. Cái cuốc chưa sửa đúng không? Sửa cuốc luôn. Nãy về nhà đi đi cắt lá tiếp ha. Nói chung thì đây là một trong những máy farm mà mình rất là thích luôn. Cách làm thì đơn giản mà kinh nghiệm cho thì rất là nhiều luôn á. Thấy chưa? Đâu lù lù ra thanh niên Enderman này rồi. Lẹt trôi kiểu gì vậy? Xử lý luôn. Đó, nữa nè. Đâu lạc trôi nhiều thanh niên Enderman vậy ta? Để mình quýnh nốt thanh niên này coi, sao đứng yên rồi. Ôi không. Bị gì rồi? Kìa có một vài thanh niên kiểu như bị nhiều quá nên bị rớt ra ngoài rồi. Sukanage, ở trên này chắc mình cũng phải đặt những cái lá cho chắc. Rồi đó. Phòng trừ nguy hiểm nhất ha. Rồi và mình sẽ cường hóa thử coi. Mình có rất là nhiều sách đem theo nè. Gây trái. Rồi, em cho anh thôi, mình nhiều kinh nghiệm mà. Hiệu suất luôn, wow. Hiệu suất 4. Tốt. Xuyên thủng. Lũi vô đây cường hóa cái nhẹ coi. À, cái ủng chưa có bảo vệ đúng không? Ok. Chưa có thì mình sẽ cho nó có luôn. Bảo vệ 3. Đấy, xương xương thì cũng có bảo vệ ha. Kiếm thì chưa có gây trái luôn nè. Vậy thì cho nó gây trái luôn. Rồi cúp thì hiện tại cúp mình hiệu suất 5 rồi. Rìu với sẻn thì chỉ mới hiệu suất 3. Còn cái này hiệu suất 4. Chắc mình sẽ cho cây sẻn mình lên hiệu suất 4 trước đi. Bây giờ đồ đạc cái thứ xịn sò con bò hết trơn rồi. Chắc mình sẽ chuyển sang làm mấy cái thành tựu đi ha. Hôm nay coi coi còn thành tựu nào mà mình chưa có làm không. Ê, bác sĩ thay ma. À, cái thành tựu này là mình chữa bệnh cho một bác zombie dân làng á. Cái này chắc mình phải nấu thuốc trước rồi. Để giờ mình vô trong nhà mình coi coi mình có đủ đồ để mình nấu thuốc chữa bệnh không nha. Đầu tiên thì mình sẽ cần có mắt nhện. Mắt nhện được lên men. Rồi mắt nhện có nè. Coi coi công thức mắt nhện lên men.
mắt nhện lên men. Cần phải có nấm nâu với đường. Đường là mình có thể làm từ mía đúng không? Mía ngoài này. Mía thì có đầy. Rồi còn cái nấm nâu thì hên xui. Tại vì lúc mà mình qua cánh rừng nhiệt đới, hình như mình cũng có lượm về nấm nâu nè, có luôn. Rồi vậy là mình đủ để làm cái mắt nhện được lên men rồi. Giờ thì mình sẽ cho vô cái dạng pha thuốc ha. Ui, dạng pha thuốc hôm bữa mình mới dời nên giờ nó hết chất đốt hết trơn rồi. Mình sẽ cho nó có chất đốt lại. Cho vô. Cho vô. Đó, chăm chất đốt vô ha. Lọ thì mình còn mấy lọ không không? Đây, chai nước không nè, có luôn. Làm hẳn 3 bình luôn á. Rồi, vụ cái mắt chện vô để cho nó nấu nè. Để mình làm thuốc yếu đuối á. Và mình phải có thêm bột thuốc súng nữa. Để mình làm cái thuốc ném được. Quên quá, vẫn còn bột thuốc súng. Tưởng đông hết là mệt mỏi nữa nha. Rồi, nấu lẹ đi. Đó, thuốc yếu đuối nè. Dục cái bột thuốc súng vô. Bây giờ khó nhất là ở cái công đoạn mình tìm dân dơm bay dân làng ở đâu nè. Ê, hay là bây giờ mình dẫn một bé dân làng nào đó trong làng ra ngoài vào ban đêm cho dân bay cắn bé ta. Vậy thì có quá đáng lắm không? Chơi lớn vậy là cùng rồi đó. Thôi làm gì thì kỳ quá. Được. Rồi mình sẽ lấy trước một lọ ra ha. Đem theo một trái táo vàng nữa. Rồi xong phim. Chắc giờ mình sẽ vừa đi khám phá và vừa tìm cái bé dân làng thay ma ha. Hên xui thôi. Cái bé đó ban đêm thì chắc gặp đầy mà. Giờ ban ngày thì hơi khó gặp thôi chứ ban đêm gặp đầy. Đi một hồi á, mình tới cái vùng băng luôn rồi. Oh my god. Nếu mà gặp vùng băng thì càng tốt. Tại vì vùng băng nó sẽ có những cái lều tuyết á. Trong đấy thì sẽ có một bác dân làng nè, cũng như là một thay ma dân làng luôn. Ui, cái này là thay ma bình thường thôi. Tiễn dòng nó đi. Đi ra chỗ khác. Ui trời. Gì đâu. Ui. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Chúng ta là bạn. Sao gấu dí quýnh mình vậy? Trời ơi, mình là bạn thân của nhau mà gấu. Ui, ai da, con này. Đi ra chỗ khác, chỗ hai người bạn đang nói chuyện nha. Ui. Thôi, nghe chỗ cái đùi gà này nha. Trời. Phải chi gấu mình cũng theo đuổi mình giống như vậy thì hay á. Người ta không có làm gì mà cũng dí người ta nữa. Bởi vì hiền quá cũng dễ bị ăn hiếp lắm. Thôi kệ đi, làm người hiền đi ha. Bờ vùng này công nhận nhiều gấu thiệt. Đằng kia hai đàn gấu đúng không? Bên đây có thêm một đàn gấu nữa hay sao nè. Mình bay qua coi. À không, chính xác là một con gấu thôi. Gấu này cô đơn vậy. Ui, không phải một con gấu đâu, hai con lận, có gấu con nữa. Thôi, té. Lại gần xong bị gấu quýnh nữa thì mệt. Bây giờ mình sẽ lang thang ở trên cái vùng băng trôi này ha. Tìm coi có dơm bay dân làng hay không để mình chữa bệnh nè. Bữa nay muốn tìm bệnh nhân hơi khó nhờ. Không thấy bệnh nhân nào ở đây luôn. Su kìa nè, vậy toàn là gấu không à. Gấu có mắc bệnh đâu, mình vô mình chữa nè. Gấu dí mình còn hơn đòi nợ nữa. Mà không sao, mình vô đất liền rồi. Vô đất liền thì dễ gặp lều tuyết lắm. Mình chịu khó tìm xíu à. Để thử, bay thử ha. Bay lên đây thử. Nè. Mới nói, gặp lều tuyết luôn. Ôi, nhưng mà lều tuyết này không có cái đường hầm rồi. Ồ, tiếc vậy. Lều tuyết này không có đường hầm đi xuống dưới rồi. Đây rồi. Đầu tiên thì mình phải đặt mục tiêu vô một cái lỗ nào trước rồi đã. Đây. Rồi lại đây bác sĩ chữa bệnh cho. Lại đây đúng rồi, xích qua đây. Lọt xuống dưới đi. Không chịu xuống, bệnh nhân này lì quá. Nãy giờ quýnh bệnh nhân này muốn xỉu rồi. Xuống dưới đi. Đẩy xuống dưới đây ta đi. Đúng rồi. Đó, phải ngoan ngoãn gì được không? Định gì đi? Định làm gì bệnh nhân của tôi? Láo tét.
Rồi giờ thì bác sĩ sẽ chữa bệnh cho bệnh nhân này ha. Bệnh nhân này hơi lì nè. Đêm hôm mà ra đường để zombie nó cắn. Rồi. Mà đã cho bệnh nhân ăn táo rồi. Giờ thì đợi cho bệnh nhân khỏi bệnh thôi. Và trong lúc này thì mình phải bảo vệ bệnh nhân nha. Chứ không thôi vừa khỏi xong á, còn mấy con zombie xuống cắn cái nữa là tái bệnh liền á. Không có giỡn đâu. Cái này đợi cũng khá là lâu đấy. Ê ơi, đợi từ lúc mà tiếc chưa ghê, giờ tiếc ghê dày đặc luôn rồi mà chưa khỏi bệnh nữa cái bác này. Chắc ký đầu bác này quá. Vì mình lâu hết bệnh vậy. Con xương này, con xương này đi ra. Mình sẽ thịt con xương này. Hang Ripper. Bác nhân làng khỏi bệnh rồi. Ê? Vậy là mình đã xong hết cái phần thành tựu của Minecraft rồi. Rồi nè, mình còn một số cái thành tựu bên phiêu lưu The End Nether với nông nghiệp ha. Và trước mắt cái bác này là một bác thất nghiệp rồi, mình phải dạy nghề cho bác này ha. Nhưng mà đó là chuyện của sau này thôi. Còn bây giờ chắc mình phải tìm cách để giúp bác này sống sót mới được. Mình sẽ gào bác này lại, không cho con nào lọt xuống dưới để quýnh bác ấy ha. Rồi, như vậy thì sẽ an toàn. Hẹn bác dân làng này vào một ngày không xa. May quá, may quá. Rời khỏi chỗ bác dân làng hồi nãy thì mình gặp luôn một ngôi làng nè. Nhưng mà tiếc là một ngôi làng này nó cũng thuộc dạng vừa thôi ha, không có quá bự đâu. Ê, anh Golem làm gì đây? Trời ơi, là giữ cái chuông này. Để coi coi. Ủa, cái chuông này chuông xịn nè. Bác dân làng này giữ là đúng rồi, không sao đâu, tôi giữ giùm cho. Cái chuông xịn này để lung ta lung tung mất á. Tham lam. Phải có người giữ chứ thôi mất liền. Giờ nguy hiểm lắm, để sơ hở là mất liền á. Ủa, có bác thủ thư luôn. Bảo vệ bốn. Xếp đồ của mình chỉ mới có cái nón là bảo vệ bốn thôi. Mà một lần là tới 45 ngọc lục bảo ta, có mắc quá không ta? Cũng hơi mắc á, nhưng mà đánh đổi lại thì bảo vệ 4 sẽ rất là tốt á. Làm dấu lại đi, ngôi làng này chắc chắn mình sẽ quay trở lại thôi. Tại vì cái bác dân làng đó đổi mình bảo vệ 4 lần. Ngoài ra thì trong làng chẳng còn ngôi nhà nào có đồ xịn hết. Được đúng, cái bác dân làng đó là xịn à. Ok, cũng được ha. Và phía bên này thì mình thấy nó có một cái loại bông cho mình khả năng nhân giống vô hạn nè. Đó là những cái bông tử đinh hương hả? Cái này mình có thể đổi được bột nhuộm đỏ sậm ha. Khá là tốt luôn. Bây giờ thì mình còn phải đi tìm thêm rất là nhiều vùng đất. Ui, có tổ ong luôn. Mình kiếm cái nào có mềm mại coi. Đây đây, mềm mại nè. Ê, wow, mình được thành tựu dĩ giờ tổ ong luôn rồi kìa. Di chuyển một tổ ong tự nhiên với ba con ong ở trong đó. Wow, vậy là trong cái tổ này có sẵn ba con ong rồi nè, nên mình mới được cái thành tựu đó đó. Nè, thành tựu đó nè. Wow, được nha, được nha. Quá đã luôn. Ở đây có phải sa mạc không? Sao quá trời cát nè. Ý. Ủa, cái vùng gì đâu mà cát cái đó, nhưng mà không phải sa mạc nè. Cái này giống như là cái bờ biển vậy á. Phiên bản mới này làm nhiều cái lạ thiệt. Để mình bật F3 lên mình coi coi. Ở đây cái vùng này gọi là beach ha. Cái bãi biển. Wow. Tưởng đâu sa mạc không chứ. Mà nhiều gùa quá à. Mình có nên thịt gùa không ta? Giữa biển thì nó có một cái chỗ tàn tích cổng đường ngục nè. Cái cổng này hơi bị bự luôn. Có hẳn hai khối vàng ở phía bên trên luôn ha. Lấy về luôn. Của trời cho mà. Sẵn thiện kiểm tra coi. Hai cái đồng hồ. Hai cái đồng hồ luôn nha. Cúp gia tài, cúp vàng gia tài luôn nha. Xịn đấy, cũng xịn phết đấy. Rồi, cho mình xin mấy cục hát dùm tạch khóc. Hết à. Giữa hồ nó cũng có cái đó thôi á. Học đi, đừng để tôi tác động vật lý lên bác nha. Tính tôi là nóng như kem á. Ui, mất cái kìa. Bục rồi, đây. Học đi. Bác này lì quá gì á. Ui, bác kia không nghỉ học rồi. Tới bác á, giờ tới bác dạ, học đi. Không cho đi ra đâu, học mới cho đi ra. U là trời. Tức á nha.
Mình dạy dạy cho học không chịu. Lửa? No 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 no. Bảo vệ 4, bảo vệ 5 gì đi. Hợp làng, hợp làng đi, hợp làng đi, hợp làng đi. Ấy. Ok. Ôi sao muốn phát giải tán hết trơn rồi, ôi. Tình thường ta đánh chuông, ta hợp làng cái này đánh chuông xong giải tán hết trơn rồi. Mấy bác không học là lụm cái chuông mấy bác luôn đó. Nói trước á, tính tôi hơi bị lóng nha. Chắc phải lấy luôn cho mấy bác này sợ chứ. Hôm nay thầy lọc dạy mà không bác nào chịu học hết nha. Giận thiệt á. Học trò, mấy học trò này hư hỏng quá rồi. Không được rồi, mấy học trò này gì là không được rồi. No. Bình thường với nó ra nhanh như vậy thì đỡ đi. Người ta cần bảo vệ nó lại ra sửa chữa. Tức tức cái lồng ngực á. Nữa nè. Ôi mà cái này rẻ vậy? Có 10 10 ngọc lục bảo hả? Sức chịu đựng con người cũng có giới thiệu nha. Ô chân lạnh. Ú. Chấn lạnh. Không 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 không. No 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 no. Không nè, không nè, không nè, từ từ. Giờ cho cơ hội làm lại đó. 5 lần nữa, cho 5 lần cuối cùng. Còn không thì hiểu rồi. Rồi, 2 lần không biết trân trọng cơ hội thì thôi. Cho bác đi luôn. Sắc bén 5, sắc bén. Cần bảo vệ mà cho sắc bén được. Rồi luôn. Lần cuối nè. Rồi, ok. Cơ hội chỉ đến với bác 2 lần thôi. Bác đừng có núp nữa, giờ không còn đường nào cho bác đâu. Núp trong đó tưởng là được hả? Đâu có dễ. Đâu có dễ. Đâu có dễ. À, lương lẹo. Lương lẹo hả? Lương lẹo hả? Từ từ, chưa đâu, đó vẫn chưa phải là hình phạt thích đáng đâu, đợi mình xíu. Một xíu mình quay lại. Quá trời quá đất mấy bác dân làng này lì rồi. Ủa sao lâu vậy? Rồi. Mất tiêu luôn rồi. Mất tiêu luôn. Hết thấy luôn. Sao? Coi như làng này thất lạc một bác dân làng nha, mình không biết gì đâu á, mình về đây. Ok. Bữa nay đi khám phá nói chung thì cũng hơi đen, tại vì vẫn chưa tìm thêm được một bác bán sách bảo vệ cấp độ 4 thứ hai ha. Chỉ mới tìm được đúng một bác ha. Nhưng mà không sao, làm được thêm hai cái thành tựu cũng tương đối là ok ha. Thứ nhất đó chính là thành tựu di dời tổ ong nè. Và thứ hai là làm bác sĩ thay ma ha. Trong tương lai thì mình sẽ cố gắng làm nốt những cái thành tựu còn lại, như là những thành tựu bên nhánh phiêu lưu nè. Rồi ở DN còn vài cái và Nether nữa. Nói chung còn khá là nhiều thành tựu mà mình cần phải thực hiện đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì bye bye.